Làm thế nào để lựa chọn được thiết bị nhà bếp chuẩn mực, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ chính hãng, không mua nhầm hàng nhái, hàng giả, kém chất lượng? Theo các chuyên gia, việc đầu tiên là chúng ta lựa chọn các sản phẩm có thương hiệu trên thị trường, có công ty đại diện nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam và tìm tới các địa chỉ showroom lớn có uy tín. Có mặt tại 62 Nguyễn Khánh Toàn, showroom Tân Đô, một trong những showroom chính thức của Bron, nơi trưng bày đầy đủ toàn bộ hệ thống thiết bị của Bron và cũng là nơi trực tiếp thực hiện khuyến mại lớn lần này. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng những lợi ích tốt nhất thông qua chương trình khuyến mại lần này. Với những cái lợi ích về kinh tế cũng như là cái sự lựa chọn đa dạng về hình dáng để cho khách hàng có cơ hội được sở hữu một cái thương hiệu được xuất xứ từ Pháp rất là ưu việt. Bron là thương hiệu thiết bị gia dụng số 1 của Pháp, được nhập khẩu và có chứng nhận thiết bị được sản xuất từ Pháp. Các thiết bị có đặc điểm chung về hiệu suất cao, tiết kiệm thời gian, năng lượng, rất phù hợp với lối sống của các gia đình hiện đại, mang lại cho căn bếp của bạn sự tinh tế về thiết kế cùng những tính năng tuyệt đối an toàn, thông minh. Có mặt ở đại lý nội thất Đức Dương, tầng 3 tòa nhà C14 Bắc Hà, Nam Từ Liêm, Hà Nội, một trong những địa chỉ đáng tin cậy về lựa chọn mua thiết bị Bron. Tại đây chúng tôi được biết, thương hiệu Bron đang thực hiện chương trình khuyến mại lớn dành tặng cho khách hàng tiêu dùng. Cái thương hiệu Bron là một trong những cái thương hiệu cao cấp được nhập khẩu về Việt Nam. Cái thương hiệu Bron cũng được nhập khẩu bởi một nhà nhập khẩu có uy tín và cái chương trình bảo hành của họ lên đến 3 năm. Cái thời hạn bảo hành như này thì đem lại cái sự yên tâm nhất cho khách hàng khi mà sử dụng cái thương hiệu Bron này. Hiện tại thì tôi thấy cái chương trình Smart in Bron là một cái chương trình khuyến mại mà đem lại những cái lợi ích cho khách hàng như là được giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, rồi được tặng kèm những cái sản phẩm mini cùng hãng, cùng thương hiệu. Đây cũng là một cái cơ hội mua hàng được giá rẻ mà có chất lượng tốt của các bà nội trợ. Khác với nhiều năm trước đây, sản phẩm được nhiều gia đình lựa chọn hiện nay là bếp từ Bron Maxizone, có bề mặt lớn, phù hợp với nhiều kích cỡ song nồi, có thể nấu cùng một lúc nhiều món ăn, rất thoải mái khi nấu nướng và tiết kiệm thời gian. Cùng với đó, lò nướng Bron cũng được bán với số lượng khá lớn, dễ dàng thao tác. Chương trình khuyến mại tặng một thiết bị mini bất kỳ khi mua sản phẩm bất kỳ của Bron, ưu đãi lên đến 30% khi mua sản phẩm bất kỳ của Bron. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã có thêm thông tin về một thương hiệu được ưa chuộng tại các gia đình hiện nay và những thông tin về những ưu đãi lớn dành cho người tiêu dùng từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016 tại tất cả hệ thống showroom và đại lý Bron trên toàn quốc.